Chào tất cả các bác xem video của Trải nghiệm Tây Bắc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác tiếp một mẫu nhà sàn bê tông. Đây. Nhà này là 170m2 à? 170m2 nhà này nhá. Nhà này có chốn hai cây cột cái cũng như hai nhà trước quay nhá. Đang sắp hoàn thiện. Đây cái nhà trước quay trên kia kìa. Đấy. Hôm nay là đến khâu giải sàn, ghép sàn, giải sắt. Ngày mai là chủ nhà đổ nhá, bác nhá. Bên này thì thiết kế đùa sảnh như đây này, hành lang. Bên ngoài kia thì nách thì nách này 2m2 nhá. Lòng này là hơn 3m, 1m rưỡi. Đấy. Còn phòng này thì là 4m nhá. 4m hay là 3m, 3m rưỡi. 3m rưỡi phòng này. Rất là rộng luôn này, các bác nhìn rất là rộng luôn. Nhà này thì có thiết kế là hai gian hai trái nhá, các bác nhá. Hai gian hai trái. Bản thân em cũng là người đi thăm thợ thôi. Thì em cũng quay, thì các bác nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc là liên hệ sang fanpage hoặc là trên TikTok nhá. Em đều có kênh và có số điện thoại trên đấy. Các bác chỉ kết bạn hoặc là gọi trực tiếp luôn để được tư vấn. Nhiệt tình luôn nha các bác nhá. Rất kia đẹp luôn. Ngày mai là đặt nóc. Đấy, là đổ cả nóc cả sàn luôn. Độ cao của căn nhà này cũng là 3m nhá. Trên dưới này là 2m 2m9. Bên dưới là 3m1. Thì giờ thì đội nghỉ rồi nhá các bác nhá. Đây. Bên này thì có thang cũng lên như cái nhà trên kia. Đấy. Các bác nhìn thấy nhá. Ở trên kia cũng có một cái thang ra bên kia này. Nhà này cũng y như vậy này. Thang lên từ đây sang bên kia. Gái đẹp nhá. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và quan tâm xem hết video này của Trải nghiệm Tây Bắc. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng nhá. Mùa này khá là nóng. Thang này cũng một tí thôi nhé, tí thang, tầm hơn mét gì đấy.